bánh để khách bà con nó sớm này lên mê anh Xuân Dừa. Đang đi đi bộ hả? Đi bộ chứ. Mê anh hay là mê em? Mê anh đó chứ, trời ơi, anh mở chương trình nó mới có thi chứ. Nếu anh không mở em cũng chả có thi được luôn. Sao có mình em đi thi vậy? Sao nguyên cái sớm em quá là em mê rồi. Vậy hả? Mà thi mà không ai động viên, không ai cổ vũ chứ hả? Tự đi thi vậy? Em tốt mình đi, nguyên cấm chủ ở đây nó trời ơi. Mày làm lạ quá. Nó ơi. Mình đến rồi. Ai đi ngang ổng cũng kêu mời vô chơi. Cười kêu ổng nội. Vô chơi mới chạy. Vô chơi. Đâu có, bình thường đi, bình thường. Vô đợi gì đâu, đợi lâu lắm rồi, sớm giờ đợi lâu. Trời ơi, đó. Có gì đâu. Vô làm luôn hả? Đi vô chơi. Trời ơi, mình ở nhà mà, đâu sao đâu. Mấy chị mới đi mần về hả? Mấy chị đi mới đi mần về hả? Đại anh từ sớm vậy, vô đại lấy tài ấy lâu lâu mà có anh không vừa anh xuống fan không nghệ sĩ của sớm hả? Hôm nay giống đám cưới của sàn quá trời, vui ghê, sớm này vui ghê. Chào chị. Chào mấy chị. Dạ. Thấy dạ. Không mà đâu có dạ. Đặt ngoài đâu nay dạ. Cứ tình lại gặp chứ. Con nước cho mẹ hát lâu anh bữa đi. À, bữa nay ngày vui của anh Sang, mấy chị vô, tới vô, chơi uống nước. Mời vô ngại ngủ gì. Thấy ngày nào nó cũng vui vậy hả? Ờ, ngày nào cũng vui vậy đó. Dạ hả? Vô tới đây. Nhà nó món nó lấy vợ mà đi. Vô hết đi tài ơi, đến vô. Buồn lắm à. Đúng không? Món mà lấy vợ đi có là biết đâu lấy vợ xa đi Mỹ đi Canada gì chứ. Cô đừng có quay tôi nghe con. Xấu lắm, đừng quay. Dễ thương mà, ôi mấy chị đi lại, mấy chị ở nhà gần đây hả? Gần đây rồi, ngoài kia. À, đi làm thì vui dạ. Mừng sớm hả chị? Mừng mình đây nè. Dạ, mừng gì vậy? Thanh Long. Tài Thanh Long. À. Tay Thanh Long. Thanh Long đang đâu bao bông? Đàn Tấn á mà. À. Đàn Tấn á. Dạ. Có 2 tuần nó bán rồi. Em thấy giá không chị? Tay Thanh Long bà này nè. Bốc bà hả? Bốc bà hả không? Tay chính. Ủa chị hai, vô hai. Cái ngoan nó xanh. Mấy bà rồi biết là xanh luôn á. Cái gì kì vậy? À, gì vậy? Cái này lâu lâu mình cứ vô đại đi chơi, hát gì vậy? Dạ. Mày hát, mình hát đại đi, có thua gì? Mời mấy chị vô chơi. Mấy chị mắc cỡ à? Tại đi làm. Vô suối. Mấy chị đi làm à? Dạ. Đồ làm, đồ đạc. À, có gì đâu, mình đi làm mà. Mình đi mận mà, chứ có gì đâu. Em cũng dễ đồ, cũng bình thường mà. Tự nhiên vô bọn. Làm là dân ca tài tử không đó. Nhưng mà hơi, bữa nay đi làm hơi ngại. Dạ. Đâu rồi, không thay đàn đâu rồi. Dân ca không hả? Không có đàn đàn. Đem đàn thêm. Dạ, có cái đàn. Có nhạc sĩ đàn, đàn hay lắm. Ngồi dân ca luôn á. Dân ca luôn. Hai. Như nghe, ngồi chị hai tiếp. Để vô phục vụ tiếp khách cho em hả chị hai? Ca trời ơi. Mi luôn á. Dạ hả? Nhưng mà tại đi mặn ngại. Không còn còn sao nữa mà. Mình lâu đóng mà mất. Dạ, ra tiếp cái từ lâu lâu rồi lên tiếp giùm em bữa đi trời ơi, đám cưới đi tiếp cái nữa đó mà chắc khỏi đám luôn á. Nói nói chứ chừng nào về tặng câu cười nghe nghe. Dạ cười luôn. Nghe cười nó hoài, nghe cười hoài luôn nghe. Không bình thường chứ ở đây mình chào. Dạ dạ quen không nhà ơi, sớm không à. Đấu gì đâu. Dạ. Dạ, phải lâu lâu qua ảnh đọc sức kinh xuống. Trời ơi. Vô chơi chạy. Dạ đợi đi. Trời ơi, đợi đấy trời ơi. Đâu là quay lên là kỷ niệm sớm mình. Dạ. Quay em không à? Dạ thấy mày mắc cỡ rồi đúng không thấy? Ân ơi. Kêu ân mình con tư. Nó đâu rồi? Kêu ân. Trời ơi, mấy chị vô nè, Sang nó chuẩn bị hát nè. Hát cái gì? Hát cà cổ đi. Cà cổ không? Nó tàu xanh được không? Dạ không có đàn mà hát không không? Thôi em quất cái đàn nó có hứng. Dạ đâu có đàn cổ đâu.
Gì hả? Ừ. Ca nhạc đi, đây băng này, băng ca nhạc luôn à. Mấy chị này ca nhạc. Ca nhạc hay nè. Thôi nhạc nhạc. Ca cũng được, đâu có gì đâu, ca nhạc gì không mà. Được. Dạ, có đàn thì nó hay hơn. Có đàn nó mới em viết cái bà đàn mới được, tại ca trai nó. Dạ em hát nhạc trước đi. Không có đàn nó hay hơn đó, tại vì có đàn mình sợ nhịp nhà mình rớt. Còn này không có đàn đó mình ca còn nhịp nhà hơn. Chú có đàn nhạc không? Dạ có đàn nhạc. À bắt đàn nhạc lên cho bà dì tôi năm nay sáu mấy tuổi, ba ca một bản nhạc. Ok. À cậu em có đó. Gắn tiếng hả? Dạ. Thôi bây giờ cho cô có ý kiến đi. Dạ. Cô thay mặt mấy chị em đây hết. Dạ. Bạn thì cũng ưa thích yêu mến đồn chị mê, vừa đó nha. Dạ. Rồi nhưng mà không có diễn kiến được. Dạ. Mà đây cũng yêu mến thành ra đi mời về mình mấy về. Dạ dạ đâu có gì đâu cô. Nếu đi về tới nhà là chắc tụi em tạo lợi chắc em về mất. Dạ tôi thành ra cũng đam mê cũng yêu mến đồn này nha. Dạ. Hai hai quốc bản buôn rồi hai. Có ý kiến gì nói đoàn á thì tới đây tới quê hương. Tới quê hương dạ. Vì cũng rất vui mừng. Dạ gì? Khởi, dạ. Được đoàn tới đây. Nhưng mà phải nổi không? Vì cũng yêu cầu là đoàn mà từ rồi sắp tới chắc em cũng phải tiến lên hoài nặng cho những người có cái giọng hát hay nó dạ. Vô trong này chương trình. Dạ. Cho thế hệ mai sau. Dạ, hay quá. Dễ đâu. Rồi gì. Cho má lấy bài hay quá rồi. Gì giống giống MC quá hả? Giống vậy ơi MC quá. Dạ em hát đi nhà em hát trước đi. Em hát mở màn đi. Gì đâu mấy tóc người thương được không? Hát bài gì vui vui đi, sung sung lên. Cười dữ lắm mà nha. Ừ. Thôi vậy cho nó thôi để cười quá tướng đi, đây cười chết luôn à. Ừ. Thôi vậy vui cùng bản như một bộ về đâu mấy tóc người thương. Về đâu mấy tóc người thương. Rồi thuộc phải không? Không, em mấy kia chứ thuộc không nổi đâu. Sao? Dạ. Dạ, ở đây ngồi chú. Dạ, dạ, cô, dạ. Ngồi con. Mày sơ xảo phút nha. Để gì hai ca. Về đám mái tóc mùa thương hả? Phải hát bài gì sung sung mới được, sợ em không sung đâu. Ôi là dữ lắm, cười dữ lắm à. Thôi dạ. Đi. Trời ơi, uy tín quá ha. Uy tín quá hả? Tính em uy tín chứ bộ. Này đâu có đâu, cái này mến mạo anh đó chứ em gì quý. Em chứ anh cho em vô đậu với con cho em gắn mày rồi luôn rồi. Đó, đâu còn gặp nhau nữa. Không có đồ đây là đằng đã về rồi. Dạ. Tại vì mến mộ. Bữa giờ cô mấy chị có coi nó liếm nó không? Trời ơi, vừa không vừa không? Trời ơi, để tới 10 tây tháng 12 nè, cái tập 1 nó lên nó hát bài Sóc Sà Bai Sóc Trăng. Mà nó múa điệu múa lâm thôn, mà biết điệu múa lâm thôn nó lạ lắm. Dạ, dạ, giới thiệu đồ đàng hoàng, giới thiệu dạ. Bà con cô bác. Dạ, bà con đây là dì hai sớm cống chủ, cũng đây là thứ sáu. Còn đây quên này. Là chị Phương. Nó còn sớm là như chưa đã tới phải không? Đó, tới rồi. Vô luôn đi gì. Con vợ Nguyễn đâu ca. Ở không vô cũng ngồi chân đại gì không cao được hồi có cái vui gì cả hả? Ờ hát rồi hồi vui mấy chị vô. Ờ nhưng mà hổm lên đã rung tính chạy về rồi. Lên tính gấu tính chạy bỏ lại gì ấy rung quá. Nó gặp mày trong cả đồng quá rung. Nó làm luôn. Nó. Mà đây chị. Mấy chị ở đây mà mấy chị cũng cười nghe cười hoài mà cũng cười hoài. Nó. Em đánh điểm thôi, đánh điểm thôi. Được thôi, đừng đánh da điệu. Đánh điểm theo chấp bình. Em vô rồi nha. Cho nó hát rồi. Vô đi. Đánh tông rồi hả? Ừ. Anh làm đại, em đã quốc đại nha. Thôi được. Vô. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Chiều nào xò tóc ngồi bên ghen. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói. Khép tâm tư lại thôi. Đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay tắng tay. Trời đông ngày gió lùa dai gai.
lầu kính trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn ly, cách biệt mấy xuân khi, ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu nè, lặng nghe tiếng pháo, tiếng em qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làng tóc xỏ vai ghen, lâu vắng không người sông khép kính, nhớ tôi em đại tên chỉ nghe lá rơi bên thềm. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xò tóc ngồi bên ghen, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm không tận tay tắng tay, trời đông ngày gió lùa dai gai, lầu kính trăng về không lối chiếu, gác cao ngàn niềm yêu thì thôi mưa chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy xuân khi, ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo. Đường phố muôn màu sao thiếu em, lâu đâu làng tóc xò vai ghen, lâu vẫn không người sau khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe lá rơi bên thềm. Hay quá, nó chưa ca tốt mà hầu dữ lắm nó. Con phải lấy lại cái này nhìn vô đây con, cái ca con phải phiêu lên nè. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, làm dữ lắm, cái này nó mất bán nó. Vậy mà con đi cũng gớt hoài à, nó con đi tiếng gớt tình hình gớt trước nó, giờ của anh Cương cái đậu anh liều mạng phải không, cũng như anh liều mạng phải không. Nó no. Em quét luôn trời ơi. Nó thời tới cản không kịp. Ừ. Hàng chi anh nói anh nổi tiếng quá rồi. Tới gì hát ha, gì hay hát. Gì hát bây giờ. Gì hát bây giờ. Thôi hai. Nhạc hả gì hai? Nhạc ha. Để con xin phép con đeo này để nghe tiếng hát. Dạ. Qua tiếng ngày xưa. Ờ, qua tiếng người xưa. Ờ, hai hai cô là bà Xui hả? Ồ, này là Xui trai, Xui gái. Xui trai, Xui gái. Ồ, dễ thương hai hai bà Xui. Hai bà Xui đi bằng chung. Dạ, hai bà Xui bằng chung. Còn là con đi bằng hả con? Dạ. Đang giúp tay với. Rồi chiều nay hả con? Cô coi cái để sao nhiều khi con không thuộc. À, rồi chiều nay hả con? Hả? Rồi chiều nay hả? Lát cô. À, qua tiếng ngày xưa. Qua tiếng ngày xưa. Khủng thuộc mà đều sợ quên lời hồi quên. Mà này ca hồi chắc biết ca nổi. Ôi ôi vậy mà bữa sau bữa âm. Không nữa. Trời ơi, còn là ngôi sao miệt vườn không. Nhưng mà bữa mình mấy cô không đi đi cáp. Bữa sau năm sau chắc phải bao xe 16 chỗ cô đi lên cảnh cáp. Hoặc là về đây cáp. Tiếng mà bữa nay căng tiếng không biết ca được hay không nha. Dạ. Được nhiêu được. Nhiêu tuổi rồi con? Cô nhiêu tuổi rồi con? Chứ không có hỏi nhiêu tuổi rồi. Cô hai nhiêu tuổi? 64 tuổi. 64 à? Dạ. Con trai cô cũng chạm tuổi con. 30 mấy tuổi. 68. Dạ. Con 8 mà dịu dễ đời quá ha. Vô à. Sáng này lớn rồi, sáng này gần 40 à. Rồi chiều nay lá khô rơi đây, có người nhìn buồn lây, gồm nhớ thương xưới tình cô liêu, ấm tim lòng ít nhiều.
nhặt qua tim rùng cài lên áo. Có ai đâu ngờ qua tim cả người thương. Được rồi, được rồi. Hương xưa ơi, tìm đâu mấy kỷ niệm bởi một màu qua tim. Còn lại đây những khung trời chờ dơ, tháng năm lòng ngóng chờ. Rồi từ đó những đêm buồn mạng tới, hương như không ngồi người xưa xa cách rồi. Ân tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi. Hay quá, hay quá. Cô gắt cổ lắm, cô vậy là dữ lắm đó, gắt cổ lắm. Hay quá mà. Rất tiếc, phải biết người là cô lo uống thuốc xong. Tại vì hôm nay cô đi mần hoài, cô có mua thuốc uống. Rồi, uống 7 giây, một ngày nào đó cho bao chiếc xe đi. Dạ. Đặng không khăn tiếng, đặng là vui. Dạ rồi, tới ai đây? Tới chị ai? Tới chị Xui hả? Đó. Xui Rồi giờ chị gỡ, cô gỡ này ra. Cái đeo cho cô, ngon ngay, cô hát bài gì cô ạ? Chị Hưu hát cho Hưu. Dạ con xin phép con đeo cái con. Tôi hát gì chị Sư, chị Sư giờ hát. Chị Sư tôi hát. Giờ sao chị chọn tôi bản gì? Chị Sư. Cái bản gì ta? Sư gia hững quá ha. Quá sao vui. Con. Không có đó, không có bạn, cái đó giờ không có đó. Cái gì? Cái gì? Dạ. Bài gì con? Ta đêm non cũ đi. Ta đêm non cũ hay con? Cũ đi. Các bạn nó hơi nhẹ. Dạ, không biết ca nổi luôn vậy. Cái đó là gì vậy? Tàu đêm năm cũ. Tàu đêm năm cũ. Tàu cố năm xưa mà người tình biến khu về chưa. Dạ chào con. Nam dân. Dạ. Dạ dạ. Con cũng gốc nông dân mà. Mấy bà hát mai mốt tôi vừa lên xe rồi mấy bà lên dạ. Ở đây là mấy cô. Con bánh bè. Trời đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tiếng người trên về nhà. Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay. Gió phiêu lần sau nhẹ đôi tà áo. Tàu xa dần rồi thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời. Chờ gót băng khoăn thôi ơi lòng đêm nay buồn không. Chiến xe đêm lạnh không để người u vừa lòng. Không không học kiến. Đêm nay làng nghe gió lùa qua vô vắng. Trăng gầm về xa xăm trong giây phút này. Tôi mơ ước sao nằm trong vào tay nhau. Ngày tháng đợi chờ tôi đến tân ga nơi tiếng người cho đến ngày nào. Tàu cũ năm xưa mang người tình biến khu về chưa. Trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Dù xa bời bời, tôi vẫn tin anh qua bước đường tha phương còn dài. Nở nước đôi vai khi người tìm tương lai đời trai. Nhớ từ anh hẹn tôi sẽ về thăm mồ tôi. Và câu chuyện đời e áp trong tim đêm ước hẹn cho nước nhau sang ơi. Sang. Hình bóng thương yêu anh để vào tâm tư còn không. Giữ trong tim được không như chiều xưa của lòng. Hay quá đây mấy cô ấy. Cô chú mấy anh đêm qua nằm mơ thấy người trai linh chiến. Tôi tàu về quê hương vui đêm phố phường. Quên đi phút giây gió lạnh ngoài biên cương. Dạ.
một đêm mùa hè tôi đến sân ga vui đón người cho nên trở về tàu cũ năm xưa mang trở về cho tôi người xưa để đêm nay ngồi đây viết lại chợ cô vô đây chơi luôn này. Dạ. Thôi hết đi nhờ giờ tới bà Nhật Sáu đi bà Kha đi bà Phương Phương đi đi ngồi đây ngồi đây này đây 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 ai con chọn bài cho nè. Ừ. Lâu lâu hát giao lưu rồi ghi hình lại rồi để mốt mình có clip kỷ niệm chứ thiệt biết quy khi nào có clip anh có nhiều mấy chú nữa đó. Ừ. Đây thế ai chị hả chị à đem gắn cho chị nha rồi quất liền cười quá cười lâu lâu lên mà bị đăng lên mắt ảo ổng gì trời ơi cười cười không không trời ơi mình vui ha mình đam mê ca hát thôi chứ mình đâu phải ca sĩ đâu gì chỉ dạ. Bạn bè thôi đi chỉ có bạn bè thôi hả chỉ có bạn bè thôi còn em gái vùng quê nữa kìa được chưa? Dạ rồi. Thôi đây mấy chị ai cũng hát nha. Kể thì mình hát hay không bạn dạ. Hát. Mình hay không hát thì hò. Không phải con cổ con dạ. Nha. Đó, con gái nè. Mẹ cay rồi tới má bảy liền á. Má bảy không cao đâu này. Đêm nay lặng nghe. Mày ta bạn không sớm tao nhảy cho. Đừng đi sớm sớm được. Đủ chứ. Được chứ, được không? Bạn bè xa nhau. Dạ. Dễ đờn. Dạ. Dạ. Chị vô đi. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại. Kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh ở phương xa, em người nơi xứ lạ. Cuộc đời đổi thay, cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa, bao năm dài miệt mài. Mình ngồi bên nhau, chưa dám nói nên lời. Thương tiếc cho nhau, hai tâm hồn thơ dài. Để rồi xa nhau, mang nặng mối tình xấu. Đêm nay em ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn dương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ ở đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng quán dài gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Hay quá. Nhà xin giới thiệu ca sĩ kế tiếp Hồng Phượng. Rồi mấy chị hát hay quá. Mấy chị mà về mấy chị có thời gian mà ra đứng giữa cái ruộng khóm mà quay đánh đàn rồi hát. Đó bữa nào con vừa xuống đi chứ mình làm. Làm bản đi. Ra bệnh anh Long á. Ra vườn anh Long á. Ừ. Long đứng hát mà đàn nhạc sĩ đánh luôn ha. Hay. Chị Phượng hả? Hai chị Phượng. Để đấy. Hai. Cao bảy. Thằng Tiến à? Kỳ vậy. Trời hay vui mà. À. À, ở đây cho anh, ở đây cho mấy chị hát cơ cũng hát cùng cổ nữa không? Ta lên cổ là xa lắm nha. Ở lên cao mới được. Đi ơi. Nào lên phố ca đem cho nó cổ. Trời ơi, ở đây không ca đợi lên phố. Chị hát hay. Ra đi Sưng ơi. Còn cô hai cô cũng hát hay. Ờ hai hai mình hay mình hay Sưng ca đi Sưng ca đi Sưng ca đi ở mình sắp nữa đi mấy cái lâu cũng vừa mới xuống mà trời đấy lâu lâu để mấy cậu này về trển mấy cậu cười đó nó nông dân mình cũng mạnh dạn đó bà sáu ca bà sáu cái đường có tiếng dạ chuyện này xưa vô liền từ lâu lâu mới có chị Minh xuống xuống thử mười mốt là có xuống đâu đang bạn phận cô hai cha đi cha đưa đi thận nó mới chạy chứ đừng 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 cha bà gì bà gì chị nói cho người nơi xưa là hay làm khúc nào ai bạn nào không vậy không hát lần sang nó lại hát nữa à cha để đi cha mà sao
Vậy mốt lên clip em nhiều luôn hả? Anh Út nè, anh Út với chị song ca hay nè. Anh Út qua đây nè. Anh Út qua đây, anh Út. Anh Út mặt hay không? À. Đường tím bằng lăng hả? Trai thì qua ca. Anh Út. Ca dần bước. Có mấy bài nam nữ bao nhiêu mà. Nó đã gặp rồi. Anh Út qua. Thử. Ở trời đã anh. Nè, anh với chị hát nè, anh chị hát vô nè. Được rồi. Đường đó lúc nào mà có dài là chia tôi đó. Vợ tôi nuôi vậy chị ơi. Ừ. Hai anh chị hát đừng tới Măng Lăng phải không? Song ca mút biêu hai anh chị thành ca sĩ luôn rồi chị. Không có lẽ được rồi. Đừng biêu, đừng biêu. Đừng biêu là Thanh Long không ai làm hả? Có đâu có mấy người ca ở đây. Cho xin bảo lại nghe giọng nha. Hay quá. Xui ca xui, xui ca xong ca với gì vậy này? Ca đi Xuân. Có wifi không? Có wifi gì mà? Wifi bấm thì bố chính thì thuộc cái bản mà trả lời xin trả lời một câu hỏi một nửa bà năm á hả? Đúng, đúng, bây giờ khang tiếng ca bà đó chứ không nổi quá. Có cái này thì ca giọng trầm thì tôi cao cho không sao đâu. À. Ê bắp lại cái bản xin trả lời một câu hỏi anh tôi. Hai xong ca đó. Bản xong ca được. Bài đó giọng nó hơi cao. Không nó không sao tại mình ca thấp bình thường này. Hai trả lời một câu hỏi. À, xin trả lời một câu hỏi. Xin trả lời một câu hỏi. Rồi hát ca. Ở từ 1 tới 9. Ca đi thì nó quên trời ơi cái ca không ơi. Nhưng mà con bị anh vô trước đi. Dạ, dạ, dạ. Rao đi em. Chữ nhỏ quá em. Dạ. Đường quá thì được. Chứ không phải đường tím bằng lăng. Tôi ca khúc là còn khúc chị ca nha. Của em lớn hơn á. Trả lời hãy trả lời một câu hỏi đi. Hãy để trả chị. Để trả lời. Chị thấy không chị? Thấy không em? Trời ơi, đấm đúng chứ. Chữ hồi nãy thấy được. Để mở đi, mở. Cái máy đó chữ bự hơn. Ủa sao cái máy này nhỏ quá. Dạ, tin nó bể. Bể cái kiến. Hãy trả lời một câu hỏi. Để trả lời một câu hỏi. Bài hay ha. Cái chữ này phải có kiến rồi mới thấy. Có chị mấy độ. Trời ơi, không biết hình như nhẹ nhẹ chứ không biết mấy độ nữa. Cái này đem tôi nè, tôi cái em 2 độ rưỡi mà. Chị đâu đi vô chóng mặt hay gì? Chóng mặt gì chị chưa có độ đó. Người nào không phải người nào mang cũng được. Vô giờ không thấy chữ nào hết đâu. Chị chưa có độ. Chị còn nhỏ, còn em lớn hơn không có độ. Tay con mắt chứ đâu anh gì. Nó đã kêu chị mà. Được chưa em? Là ba nó lẽ có độ đó chứ. À, để cái này luôn tôi dòm ăn ngự dòm bên đi. Rồi rồi rồi. Ừ vậy cũng được rồi thôi. Nữ hát trước à. Anh vô trước á. Ờ cũng được. Cái này thường thường nữ hát trước à. Để tôi nghe được. Dạ. Em vô trước đi. Đâu mà đi em ta. Một nửa ba năm. Gần gần ca nó mới máu chứ. Hả? Rồi, gần gần ca nó mới máu. Nghe nó mới hơi lớn tí.
Bây giờ mới bữa giờ không ăn quá, để tôi vô trứng. Nửa ba năm anh yêu tình nào dày quân nhân, đường rồi quân ghé lại đôi lần. Bao nhiêu âu lo có hôm đã hỏi người yêu bé bồng, hãy mơ anh vắng nhà hỏi em có nhớ. Trả lời anh yêu không gian còn bước thời gian đi, một thời gian nhớ nhịp mơ nhiều. Mưa phía răng tơ, gió phía hững hờ, đèn hiu hắt ngọn tương tư vì anh trắng nhà. Anh vô luôn, vô địch khúc. Vô luôn, cái này cao quá vô không nổi đâu. Tình đương lòng trái, anh nghiêng ngang đôi diệt mặt trời. Xuân hoa chung nào thương tiếc lên cao, đã yêu linh trà ngày về ai tiếc chi. Từ bàn tay bé từng bàn tay tiếng nắng nó từng nẻ gửi cho anh, để anh vui bước đường quân hành. Mỗi em đang xinh, mắt em vẫn tình màu xanh mẹ đủ, đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết mình. Tình ngọt lòng trái, anh nhiên ngang đôi diệt mặt trời. Xuân hoa chốn nào thương chấp lên cao, đã yêu lính trẻ ngày về ai tiếc chi. Vô bàn tay xiêm nắng nó ưng nén gửi cho anh. Mỗi em đang xinh, mắt em vẫn tình màu xanh nè đủ, đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết. Tiếp đi, tiếp chị vậy, tiếp đi, tiếp gì? Hết rồi mà. Kéo lên. Hết rồi. Sao mày vỗ tay cho tội cho sao bắt tay rồi. Chưa hết bài. Không hay, không biết hết bài. Tưởng hát lại lần nữa. Tưởng hát lại được không? Này có ai hát không? Xuân hát hả? Người nào hát đi cho ủng hộ tại cây nhà lá vườn mình mà. Không thấy đường. Có gì đâu. Hát đi hay. Ai đâu mà hát đi. Hát hai rồi đi á. Thế coi nhiều khi mai mốt thi đậu sao? Không, hên xui mà. Sao hát thì sao? Trời ơi, không có đâu. Được mà. Thấy, ca đi bà hai. Đây là bà sáu ca đi. Hai vô đây nè, hai qua đây nè. Trời ơi, vui đó, nãy chị gì chị hát bộ máy. Đây, đem đeo đi. Đem đeo cho chị nè. Bà hai gái mới, bà mới mổ mắt rồi. Đó đeo kiếm hả? Để con bật ra. Dạ. Bán gì nói bán gì kìa. Nãy kêu mà. Giờ em làm máy em. Gỡ cũng được. Xây nó dặn. Cái đi. Cái lại đi, tại ơi, lâu anh không xuống là lâu đây dặn. Giao lưu. Mai mình sẽ có hình ảnh. Gì ạ? Lưu lại kỷ niệm. Giọt buồn không tên. Giọt buồn không tên. Hay à, hay à. Giọt buồn không tên. Có đứa gì á? Đang xin dặn về, đang xin dặn về đã chưa? Vừa chiều hôm nào anh với tôi đi dạo phố. Đúng rồi, đúng rồi, là giọt buồn. Ok. Không, anh đâu có đi, anh phải đi bộ ra. Phải đi bộ ra hả? Ừ. Rồi em đưa xe rồi. Vô trong ngồi đi. Rồi lát thôi tính sao biết. Đi vô đường này lát phải đi bộ á.
Không có rồi, chạy xe anh đưa. À, rồi, nó tính. Thấy không ạ? Dạ, anh về hả? Dạ, 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 anh nha, cảm ơn anh, dạ. Dạ. Đây là hết hả gì? Kéo xuống cuối cùng là mới hết. Đó, dạ, tới đây là hết. Cho miếng khóm thì không dặn. Dọc buồn không tên. Vừa chiều hôm qua rồi, vô chết nói câu nha. Vô. Vừa chiều hôm nào anh với tôi đi vào phố, hai đứa dầm tay âu yếm như đôi tình nhân. Cười tươi như cô gái thờ ngày vui tình xuân. Chúng mình thân qua thân, phòng trà nghi chân nghe thấy thanh ca biệt ly. Anh ước nhìn tôi qua khói hương thơm cà phê. Buồn không tên lén qua tâm tư đề mê. Mình thức đêm thật khuya. Qua ngày đó tôi nghe người nói anh lên đường xa thật rồi. Tôi buồn nhớ tim đau rạng rỡ ôi thương anh thương nhất đời. Bàng hoàng như trong cơn chim bao tôi thầm nghĩ. Non nước điêu linh yêu quê hương anh phải đi. Càng đám lên đường quên đàn em bé ngồi nhớ anh suốt đêm trường. Từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu. Dài súng vượt biên mưa nắng khe xanh rừng sâu. Người thân ai cũng nhắc tên anh trong yêu thương. Biết giờ anh chốn nào. Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi. Khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui. Và hàng cây me trúc lá khô trên vai tôi. Càng nhớ thương bạn ơi. Dễ ha, hát đàn này dễ ha đó. Thôi bài cái đàn gì hồi tưởng đi. Đăng ký bài nữa. Bài này là mấy bạn là theo cái theo mình dễ lắm, dễ hát lắm. Dễ hát hơn karaoke nè. Rồi, bài dạ. Hồi tưởng. Dạ. Hồi tưởng. Đêm trắng đêm. Trong đèn tôi viết. Những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng kết thân đôi đầu xanh. Đêm trắng đêm trong đoàn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng kết thân đôi đầu xanh. Đón nhau khi bình minh gói tay nhau tàn canh. Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát chân thành nhớ không anh. Nghĩ gì lá xa cành. Thời gian thấm thoát tôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa. Mỗi người một phương xa xôi càng thêm nhớ thương thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong. Biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi anh biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai đi, nay đi hai người hai lối. Biết thương nhau mà thôi. Ấu thơ đi về đâu để mưa hai mùa ngâu.
lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước, vô tình vẫn em trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Dáng thăm thoát thôi đưa tuổi thơ không còn đâu nữa. Ngựa cao hơn em kìa, đó tới chị nè, đem cho chị nè. Bình minh sáng tươi như bức quà tình ca, như bức quà tình ca đồ của mình. Nghe thoáng xa câu hò lưng lưng. Người cao quê hương em. Quay gì muốn chết á. Quay gì là muốn chết á. Quay gì muốn chết á. Có một tiếng không? Khỏi. Quay cái này đi chị không sợ, không sợ bà bái quay gì. Chị dễ thương ha, chơi chung thân nhau vậy hả chị? Đi làm chung, đi làm chung nha. Như bức quà tình ca trên lúa, nghe thoáng xa tiếng hò giọng đưa, dây thôn nước hát đưa duyên ngày mùa, hạt lúa chính đã nuôi ta ngàn xưa. Con nước rồng rồi con nước lớn, anh với em ở cùng một thôn. Thời gian đã bước chân quen đường mòn, lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn. Ôi những giọt mồ hôi tôi lên đời cuộc sống, quê hương em có chính dòng sông, như chính con rồng tên gọi Cù Long. Thuyền ngược xuôi khắp bến Sóc Trăng Cần Thơ, đẹp lắm những đêm trăng mơ, người lòng người nhớ. Hương lúa ngọt tình quê lai láng, em với anh chẳng cần giàu sang, còn thương mái lý tre xanh quanh làng, làm bông má khát ru câu tình ca. Lâu lắm rồi chờ nhau thương quá, em có nghe những lời ngợi ca, giọt nước mắt khóc thấy cho nụ cười, tình yêu đó vẫn hiến cho hai người. Hết rồi vậy? Hết rồi. Thầy bảo sao ngát ngồi vui vui đó mà hát rồi có gì đâu. Vui, hát vui vẻ rồi, mà chị mắc cỡ hơn. Mà hát bài cũng hết luôn à. Xin cả anh luôn. Anh thơm sơ. Hát đi. Mình hát nữa hả? Sao bài gì? Làm sao thì tới em hát bài gì nè? Người tình kéo mô cao. Người phu kéo mô cao. À, người phu kéo mô cao. Trò chơi thò bé. Cái chữ nó hơi nhỏ, em mắc tướng đã. Em tra hay đã mới được. Đã phải không? Cái chữ bự bự lên rồi. Có lấy cái mô cao kéo không để hát không? Dạ. Lấy con cao. Lấy con cao thì vừa kéo vừa kéo vừa hát thôi, nhạc sĩ thôi đánh không? Còn mình chơi cái này đúng không ta? Anh thấy cái tình hình này có ổn không ta? Gì? Ổn gì? Nè. Kêu bà lấy là trèo lên. Thì đem thử cái màn hình em nhớ em hôm em tập giật giật mà hình như được mà đừng quên. Giật giật sao? Em phát phạt. Người tình mô cao cái mình bấm cái nhạc mà nó vô cái còn cái chữ của nó được không? Nè, chữ nè. Không phải theo cái kiểu ok á, nhạc cái ok hả? Ừ, nhưng mà mình bấm cái nhạc nó bỏ luôn. À. Em nhớ nhớ bởi em làm được mà. Trời ơi. Ok. Ừ. Cái đầu bấm cái nhạc nó nhỏ lại chứ còn chữ thôi à. Tại em không thuộc lại. Thì nãy mở lại cho em đó. Thì đúng rồi. Như là bỏ cái nhạc đi mình chỉ còn cái lời. Người phu kéo mau cao karaoke. Tông nam đó nha. Thật phải chơi phải đúng điệu rồi vậy đó. Đúng là đúng tâm mới được không? Nơi. Vô quay quay anh rảnh nhiều hơn kìa đó. Lai đi vô đây cầu vân. Nó đóng quay tầm dày là gây hại rồi đó. Nè chú đi hát nè. Nó dày đúng bà em ơi trời ơi. Chuẩn bị hát nè. Lựa lấy cái này ra nữa trời ơi. Tính làm chú đầu luôn gì đây.
mấy chị đã quen cao kê rồi. Em cao thấy đủ bộ vậy nào phải có nhạc nó đúng mới đúng. Trời ơi. Đó. Nó vậy nè, đúng 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 bộ trời ơi. Chuẩn bị nha. Nó này bật bật lên rồi đúng ca nó phải có bài bản nó đúng ba em nó mới ca hát rồi, được. Đi gọi hát đi vô hả? Vô nhạc này ha, chuẩn bị vô nhạc nè. Nó vô nhịp rồi vô canh nhịp mới nó. Vô nè, vô nè, vô. Vô. Trò chơi thờ bé anh nưa kéo mò cao chờ em gần khắp ngõ vườn cô bé mỹ miều cười rung rung bờ vai tay ôm chắc danh mò chiếc tàu mò nhỏ bé anh ra trời ơi nó bắt cười ba cha nó bắt cười thiệt mà ca bay giám khảo là cười ghi của cửa mừng mà ca là kéo nó phải đủ bộ mới được tự nhiên cao hơn nó quen rồi mà la nó đâu xuống đây nó phải đúng kia kìa em trả lời nhà em ở cuối thôn mò cao anh lại kêu làm vui cô gái nghèo trò chơi ngày ấy theo năm tháng buồn xuôi giờ em quên mất rồi mưa đổ liên hồi kỷ niệm xưa mồ côi em lưu luyến đầy dơi chiếc tàu nhỏ nhọn môi nay chẳng còn ra chơi giờ đây em lấy chồng mái áo hồng bỏ cuộc chơi ngóng trông mò cao anh một bông ngồi sau thắm lòng em ơi chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông khi em sang sông làm sao mà biết trời trang vì đêm mưa em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly khi em du quy làm sao chợt nghĩ chuyện mò cao đáng gì hỏi ai còn nhớ tên phố kéo mò cao chờ trong cô khách nghèo nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu nghe tan tác bề dâu kỷ niệm xưa hờn dối anh lối mòn chợ mò thì em say tiếng cười vui với người bỏ mặc phu lẻ loi ôm mò cao cằn cỗi tình bay xa cuối trời cái này về anh chắc chỉnh lại em ca nó còn thiếu cái nhạc nó không có có cái hồn hơn nó phải vô nhạc nữa không cao nó có cái hồn lại. Dạ nó về anh phải chỉnh nó lại nó thêm mới được cái này khó hát nữa em đọc lời em không nghe nhạc được em nghe theo cái này không nè khó nè em cũng phải... canh canh nó cũng đỡ đỡ được chút xíu chứ hổm em vô em thi nó quất đứt lớt luôn à bữa anh thi thiệt quất nó chết luôn rồi đê luôn dạ. Cái quất gì là vô gì bận gì đó người miền tây quê tôi em làm tới cho ta đó không được các bạn nó ăn thi để coi xong mới được để coi để mất cái tớn á cái là lượt like cứ bấm lên vậy là lụm bà con liền đó vậy là lụm cái đường vậy là đó đó đó
à, cứ mà bà con cô bác là thương tình là cứ dây ra đó lụm mà đứa dây là gớt cuộc đời đó ơi lụm vô chai đó tương lai không còn tươi sáng đó cái lụm dây là lụm đó anh cứ lụm dây là anh cứ vừa xuống tiếp đó nó dây lụm thế là đưa xuống dây rồi xong cái lo mà đạt dễ nhất á, các bạn đã nhất mới được nhưng mà em không được, nhưng mà anh sẽ tặng cho em cái lo. Dạ em cảm ơn tướng thầy anh ngon thầy quá, anh ngoại tính sinh phạm ngại quá. Đã. À, anh tặng cái lo đó về nguyên mẫu nguyên xóm hát đã luôn. Dạ. Cái lo đó hát đã lắm. Thử. Dạ. Nghiệm xâm đạo. Khỏi bấm lên tự chỉ máy nha. Nhớ ha. Nhớ hay hơn. Dạ. Thử. Khỏi bấm. Dạ đúng rồi, bấm gì hát nó mới thả hồn được. Dạ đúng rồi. Bạn nghe là dạ. Tự ca ba đời ba ca. Tự đơn cái giọng hát đi. Tôi có người cần hỏi không nha. Căng tiếng đẹp mơ sao. Tại vì yêu món nghiệm xâm đạo. Mến mộ ca chứ. Tại căng tiếng. Tặng cho cái lo ha. Nè, để anh về coi nếu mà anh xuống được nữa thì anh sẽ mang cái lo xuống, còn không ấy thì anh chuyển xuống cho. Không phải em chạy tản đâu gì. Hả? Chạy lên lấy luôn hả? Lên ghé nhà anh lấy lo. Ha, đặt cái lo về nhà anh lấy lên lo chạy về hát đã luôn. Hát nguyên xóm mời mấy cô mấy chị. Còn phải làm tập đây là đi nha, cười không chạy xe can cười cái chết, em đứng làm diễn không làm bộ rồi coi đi ông em ẩn. Dạ. Tại em làm một cái là được nghe nhã hết. Sao? Dạ. Chị ba đâu có nhà không? Mẹ con muốn khách nhà. Ừ. Chà không biết nổi rồi. Người em xóm đạo. Lại thích ca ca chứ ca khăn tiếng quá. Dạ dạ. Cốm hả? Dạ dạ. Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đào. Nhưng bùi tán trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau. Nhạc canh hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lùa xinh màu tím. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu. Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để từ già lên đường. Gửi lại phố phường chuyện đôi tình thương mai xa cách ngàn phương. Cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa qua những vùng xa là qua quê hương bao la. Những chiều đông quân vàng rừng gặp qua tim ngày xưa thương em nói sao cho vừa. Về đây qua lá có cây cũng buồn theo tháng ngày. Trở lại xóm đào còn đâu người yêu, ôi quang vắng điều hiu. Nhạc căng quá trắng xuất xa tôi cài lên trên nấm mồ xanh cò lá. Em ơi, nhớ hoài nhớ nhau buồn đời. Vì chinh chiến ngược xuôi, nó ném cách xa tôi rồi. Mà xuôi ra mang cho piano. Khăn
khăn tiếng quá tại cô tại cô dạ yêu văn nghệ ca vậy chứ cô khăn tiếng để mai mốt khăn có nổi cắt cổ rồi để mai mốt sang sang hự hự nó sang hự hự nó mang cái lo về sang hự hự sang hự hự mang cái lo về để xóm mình hát ha. Thôi được, em mừng rồi vô là con ơi trời ơi số nó không tốn điện gì á, mình gà sạc pin nó không tốn điện tốn pin gì á, mình sạc vô mình hát thoải mái vậy. Chỉ tốn pin kẹo hả? Cái gì? Thôi giờ yêu cầu Khương vừa ca bản đi. Đúng rồi anh lên đây đúng rồi đây đây cũng yếu muốn ca thầy bổng. Đúng rồi. Đúng rồi, đây cũng ca. Mẹ mẹ bản ha. Bản đi trời ơi đổi qua liền. Rồi anh có rồi. Thôi có cái đĩa anh quên gậy đây gọi em quên em cười nó tùm lum anh. Hả? Đâu sao đâu? Có gì anh bấm xóa bỏ hết nha. Để em cười tùm lum tổng luôn á, cười bết luôn á. Ở đây đâu? Dạ ngưng ngưng ngưng. Thôi con đi xuống sao chắc ăn đi. Thôi ngồi đi chơi dạ. Vui. Đi không có sao đâu, không có cười đâu dạ. Nhiều khi nó vô vui quá nó mắc cười cái niềm vui mình nó vui. Ừ. Ngồi đi. Để cho cậu ca. Rồi sau đây con sẽ gửi tới bà con cô bác mình bài hát Hai Mùa Mưa. Hát xong trời mưa. Bữa hát bài này xong trời mưa quá trời chương trình không. Không quay được luôn. Ừ. Có coi clip Hai Mùa Mưa hả chị? Có coi. Chị coi lâu lắm rồi đó. Em hát nha anh sao? Dạ. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi. Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi. Tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Này cây phượng vi bên đường che nắng ban trưa. Này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ. Mãi trường ngày âu thơ. Và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa. Hai đứa vui chưa bơi tâm sự hôm sau anh lên đường. Tôi tiếng anh như bao anh hùng hiên ngang ra xa trường. Vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi. Vì hương non sông tôi gạt nước mắt phân ly. Từng cơn mưa vẫn rơi nào nề. Anh nói một năm nữa anh về. Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tình anh. Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh. Nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình. Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu. Đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu. Tiếng còi đêm lướt mau đồng tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu. Tiếng còi đêm lướt mau đồng tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu. Lời bỏ hay luôn. Dạ cảm ơn ca chị anh chị dạ, cảm ơn là, cô rất nhiều. Vậy là ca cây đàn này là phải ca nhỏ 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 vậy nó mới ăn ha anh. Còn giọng em quất cái lớn quá giống như cao kê nhìn trớt vậy á. Tại nãy giờ em lắng lặng mà nghe. Hồi nãy em nghe ca mình thấy ca nhỏ nhỏ lại. Cái giọng em cao, tại giọng em cao, giọng em khỏe. Cao khỏe rồi phải cái đàn nó mới vô như cái đưa này vô nó mới trớt quá. Dạ. Em phải nhạc sơm. Thì phải đánh mấy bài sơm mới được. Sơm mới được. Sơm. Thôi mình ca nhạc buồn mình thấy nhỏ 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 lại. Từ từ quen như lại. Vậy nhạc sớm là vậy nó nghe tầm tầm vậy nó hay. Giờ cái đầu về cái đồ chỉnh rồi cái đưa lên nó lớn lên nó cái ấm lại. Còn em hát nhạc vui, em hát vui mà nè, ai mấy ai mà hát được mang lại tiếng cười được như em đâu. Không em cười không cũng được vậy. Dạ. Trừ. Sao hát mấy bản hàng ngày em ra đi rồi mấy bản mà sơm sơm. Sơm sơm. Ngày anh ra đi anh chỉ mang không tìm hành lý. Hát bài chỉ riêng mình ta đó. Đã giờ chứ riêng mình ta đó. Đó nắng sơm sơm vậy đó. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Dạ, bữa nay tới nhà của Sang ở xã Hưng Thạnh. Hưng
Hưng Thạnh. Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang bà cô bác. Một ngày rất là vui. Dạ chắc mai mốt có thời gian Hương vừa sẽ xuống đây chơi nữa, mốt rượu mời mời mấy anh giám khảo xuống chơi. Anh dạ. Anh cho Thành với mình với anh mê em lắm. Đúng rồi, anh mà có cái lấy còn nữa. Nó ơi bắt nó rồi, lắm rồi nữa. Là nó. Anh hai anh nó về anh hoài. Thôi mấy cậu ra dạ. Chị chúc cho bọn dạ. Càng ngày càng tiến bộ phát dạ, triển. Dạ dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ, cảm ơn mấy chị nhiều. Có những người ở đây hay dạ. Rồi về giúp cho đời. Dạ. Hay quá, còn nói chuyện hay quá. Dạ. Cho thằng lại đây thầy ơi đó. Dạ. Dạ. Sẽ có dịp đi lên trên thành phố. Dạ. Đi xe lên rảnh là gặp Phương vừa lên tại thành phố nó mới vui. Dạ. Đó. Thành phố vui. Dạ còn ngày 10 tây là 20 giờ thứ bảy hàng tuần là con sẽ phát ngôi sao Bạc Dương. Các cô với các chị đón xem ủng hộ ha. Dạ 10 tây này là phát tập của Sang. Dạ tập nó cũng hay lắm, cũng có dạ. Nhạc, cũng có cổ, cũng có bơ dễ thương lắm. Ồ vậy là em phát trước ha, em phát sao? Em phát trước luôn á. Vậy hả? Đầu luôn. Vậy không? Dạ. Mấy cậu này giờ ăn uống rồi chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Đừng đưa đi xuống tôi. Dạ ăn rồi ạ. Dạ dưới này chút. Là bữa ở đây sớm này là coi clip của em hết luôn á hả? Dạ con hết, em đi tới đâu em biết đó mà. Dạ. Đừng dữ lắm luôn. Dạ. Dạ. Chia sẻ dữ là hàng gì? Hàng bao nhiêu like anh? Nói là dưới đây rần rần luôn này. Nhiều like anh? Biết nhiều lắm rồi. Em thấy quá trời luôn, chóng mặt luôn. Nguyên cái xã hội mình nó lên được vậy là con cô bác đây cũng mừng. Giờ chứ có hai câu giọng cổ mà nó lột nữa. Lúc đó em quýnh quá, em làm mới được. Dạ, dạ, nhưng vườn mà. Dạ, vì gì có sao miệt vườn mà, vui thôi. Dạ, cảm ơn chị nhiều, các ông cô nhiều nha. Dạ, 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 hẹn gặp lại, hẹn ngôi sao miệt vườn. Dạ. Dạ, cảm ơn chị, dạ. Dạ đang làm gà xong chứ sao ăn rồi. Dạ dạ ăn rồi con, cảm ơn con. Dạ dễ thương quá. Sớm em dễ thương quá. Dạ thôi. Dạ. Dạ xíu. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con cô bác nha. Dạ chúc quý bà con cô bác nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye bye. Ai hướng dẫn nè. Dạ.